Những thông tin sẽ có trong bản tin VTV Trị Hiên số 5 ngày 10 tháng 12 năm 2023. Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại kỳ thi sáng chế quốc tế. Trường học Hà Nội cảnh báo xuất hiện loại kẹo lạ có thể gây ngộ độc. Cô giáo 25 năm gắn bó với trò nghèo. Học sinh Việt Nam đạt thành tích cao tại kỳ thi sáng chế quốc tế. Tham dự kỳ thi sáng chế và thiết kế quốc tế Cao Hùng lần thứ 10 năm 2023, học sinh Việt Nam đã đạt được thành tích xuất sắc với 3 huy chương vàng. Cụ thể, cả 3 đề tài tham dự gồm: robot hỗ trợ sơ cứu trong gia đình, thiết bị hỗ trợ thoát hiểm hỏa hoạn, hệ thống chăm sóc thú nuôi tự động đều đoạt huy chương vàng, trong đó có một đề tài được trao giải đặc biệt bởi ý tưởng sáng tạo và mang ý nghĩa nhân văn cao cả. Kỳ thi sáng chế và thiết kế quốc tế Cao Hùng là kỳ thi khoa học được tổ chức hàng năm tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc nhằm kết nối các tổ chức giáo dục là nơi gặp gỡ và tranh tài của những học sinh đam mê khoa học và công nghệ. Năm nay, đại diện cho đoàn Việt Nam tham gia cuộc thi là 8 học sinh trường trung học cơ sở Trương Vương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các thí sinh phải trải qua ít nhất hai vòng chấm từ 3 giám khảo là những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học, công nghệ. Thành công của đoàn học sinh trường Trung học cơ sở Trung Vương tham dự kỳ thi lần này đã tiếp nối những thành tích đáng tự hào của học sinh hoạt kiếm nói chung và của học sinh Trưng Vương nói riêng về các môn học STEM. Kết quả này ngày càng khẳng định chất lượng, hiệu quả giáo dục STEM và giảng dạy bộ môn khoa học tự nhiên của nhà trường. Nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo đến phụ huynh học sinh về việc cảnh giác với loại kẹo lạ gây các biểu hiện ngộ độc sau khi ăn. Được biết, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã kiểm tra, xác minh ở tất cả đơn vị trường học trên địa bàn trước thông tin phản ánh có một số học sinh trên địa bàn Hà Nội có biểu hiện ngộ độc nghi do ăn kẹo có xuất xứ không rõ ràng. Trước hiện tượng này, Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Giáo dục Đào tạo 30 quận, huyện, thị xã các đơn vị trường học trực thuộc yêu cầu các nhà trường tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học. Các trường cần đẩy mạnh tuyên truyền đến tất cả các phụ huynh và học sinh không nên mua đồ ăn vặt không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đồng thời, phổ biến cha mẹ học sinh cần lưu tâm, tăng cường quản lý tình hình học tập, sinh hoạt của con em. Gần 25 năm gắn bó với học sinh trường dân tộc nội trú, cô Nguyễn Thị Kiều Hoa, hiệu trường trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, luôn chăn trở làm sao để học trò yên tâm học tập, bền trí theo đuổi con đường học vấn để thực hiện được ước mơ. Cô trải lòng, Học sinh trường tôi có em nhà cách trường hơn 300 km, một năm có khi chỉ được về nhà hai lần vào kỳ nghỉ hè và Tết. Nhiều em xa gia đình, đi học nội trú khi mới 10 tuổi. Cuộc sống tự lập sớm, thiếu tình thương, sự quan tâm của gia đình nên trong đôi mắt các em luôn có nét đượm buồn. Xác định mình phải là người mẹ thứ hai của các em, tôi và đồng nghiệp luôn cố gắng bù đắp sự thiếu thốn tình cảm đó, dù chỉ là một phần nhỏ, nhưng các em sẽ yên tâm học tập, phấn đấu và không cảm thấy lạc lõng, thiếu vắng tình yêu thương. Với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ít được hưởng sự quan tâm, chăm chút của bố mẹ, cô Hoa thường gặp gỡ, hỏi han, khơi gợi để các em chia sẻ những suy nghĩ, mong muốn hay lo lắng. Những ngày lễ, học sinh ở lại trường, cô gọi các em lên phòng làm việc, trò chuyện, thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chuẩn bị một ít hoa quả, bánh kẹo để cô trò cùng liên hoan. Cô Hoa trải lòng, Tôi muốn học sinh hiểu được rằng mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng ai cũng có một giá trị riêng. Các em không nên mặc cảm, cuộc sống nhiều khó khăn càng cần bản lĩnh, có mục tiêu phấn đấu, vượt lên chính bản thân mình. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin VTV Trị Hiên số 5 ngày 10 tháng 12 năm 2023. Chúc quý phụ huynh và các em học sinh có một buổi tối cuối tuần vui vẻ và đừng quên đồng hành cùng chương trình vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên Youtube Học Văn Trị Hiên. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.